ghi vào đấy, quyển sổ ghi vào thế thôi, ông cứ nghe xong rồi trao đổi lại với anh nhé. Và ý của nhà gia đình là nhà nào thứ nhất là báo thì vừa đang bận không nói gì, nhưng mà vừa có cái ý thì cái là như là nếu có 3 năm này lên chùa thì xem là những ngày đó ta thì đã xong chưa, hay bố thí đã xong chưa, chẳng hạn vừa đồng ý nhá, sẽ tìm hiểu thì xong rồi nó điều là 3 năm này là mệt đấy. Hồn thì chị hiểu chưa, ba bạn đấy thì bán đi theo lễ Phật là phải 49 ngày mới là cái gì ấy. Bây giờ căng này, bây giờ bà đi thì có một lô con cháu đây, các mẹ anh đi không hiểu có bao nhiêu. Anh hỏi cô lắm thì cô mới nghe lời bà ấy. Cũng phải bây giờ thoáng rồi, chưa hợp kiểu còn đầy nhiều ở bố anh ở đây đi rồi còn cô có đây là đấy anh đang đừng có đặt cái gì chưa biết đấy rồi xong rồi về mà ở cái lý lại có yêu chục năm rồi xong rồi anh mới hiểu được hết người ta bây giờ thấy em hiểu chúng ta mình lấy sức đầu. Thôi em lấy mua đi thì nó không hợp lại chưa tay. Cái gì đi để mua cái gì cả. Tài chính anh cầm một tay. Một là để không cho mình lấy tay hai là bà Bình. Bà Bình mà không xong chúng ta. Lúc mà đang lo này, lúc vậy anh mà 20 không biết là có bao nhiêu người ngủ được với nhau này. Em không hiểu 250 là ý nghĩa là gì mà anh có giải thích được không? Ai mà anh bảo là bà 23 nữa, ai ngờ không? Không nhưng mà 250 thì mày gửi cái túi lúc nãy ra xem là có cái gì không? Anh tưởng nó là 100. Không, 250 có nghĩa là ngày xưa ấy thì là một cân bạc ấy là 50 gram, 300 gram. Đúng rồi. Thế là nửa cân bạc là 250. Đúng rồi. Mà nửa cân bạc thì tính chung nó là 8 nhín. Bán phân nhín. Đúng rồi. Tức là nó thành như này, nó nôm na nó như là của bán, tức là đi bán sới cái kiểu ý là nôm na nó được là nghĩa là kiểu ra đi đấy, cái kiểu là đấy. À. Vâng. À. Phân. Phân rồi đấy. Được rồi. Chứ bán thì không nhớ. Cứ chỉ động đi, không phải ngồi đây làm gì đâu. Khi nào cần thì gọi nha. Bán là nửa. Ngồi chứ bán biết nào. Thì đã. Được. Để tôi đi.